mọi người nha, thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục làm một video ấy hẹn của mọi người đó nha. Và mở đầu là đơn hẹn của bạn ở Hậu Giang mọi người ạ. Đầu tiên đây là phần bao bì mình tặng kèm. Bạn có một viên sắp mình lấy em có xin ở đây một em sắp ôm dẻ, sắp ôm dẻ đâu. Tiếp tục là một em bánh cua phô mai, một em bình sữa tím, một dao bằng boxing và một trái chuối. Và đơn hàng của bạn treo 100k, bạn đặt ở trong live mình tặng cho bạn một em mini. Rồi, đơn hàng bạn đã xong. Cảm ơn bạn đã ủng hộ xong. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một đơn của bạn có thể là Bảo Thi. Thì bạn đi đơn ở ngoài nha mọi người. Thì cái hộp mình to mình không còn, mình ghép thành những cái hộp nhỏ nha. Rồi, thì bạn mua ở bên Instagram mọi người, và bạn đã chuyển khoản cho mình rồi nha. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Rồi, đầu tiên thì bạn chọn một bên shop mình một chim cánh cụt. Cái hộp nó hơi cao so với cái camera mọi người thông cảm nha. Tiếp theo mọi người, bạn đã mua một em mình sữa miêu. Tiếp theo là một shop ôm dĩa, một em bánh kem cuộn thọ, một bánh hoa, một cupcake. Tiếp theo là một em bình dấu, em mình hình như mình cũng hết rồi mọi người. Một donut chính hãng, một bánh cua, một em bánh kem cuộn lan đồng, em kem tươi nha. Rồi, để mình xếp lại bên hàng cho bạn đấy nhé. Đơn hàng của bạn đã xong. Các bạn là một sao, tại vì đơn hàng của bạn là mình đã giảm giá trực tiếp trên đơn rồi, nên là mình sẽ không có hỗ trợ quà tặng nhiều nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đơn hàng của bạn ở thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Đây là phần bao bì to nha, gấp vào. Rồi, đầu tiên thì bạn chọn của bên sách mình, đó chính là một em ngôi sao biển nha. Cái này rất là xinh mọi người. Tiếp theo thì bạn có chọn mua chính là một cây kem bông rất là to, một em kem đánh răng, và cuối cùng là một em chuối. Chuối này rất là đã nha mọi người, chơi siêu thích luôn. Rồi, và đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop mình nha. Bây giờ thì mình sẽ đóng vô. Tiếp theo là đơn hàng của bạn, thì bạn có yêu cầu mình là bán lại cho bạn lấy một cái con này, thì mình có nói lỗi của nó rất là nhiều nha, và nó là hàng chính hãng mọi người. Thì mình tặng được một cái bao bì, không biết là có vừa hay không, mình cứ tặng nha, sợ nó cũng hơi to ấy. Của bạn thì mình quên bỏ một sticker, giờ thì bỏ một sticker tặng cho đơn hàng của bạn nhé. Rồi, đôi khi là mình quay vội mọi người, nó hay quên một cái cảm. Kế tiếp chúng ta sẽ đến với đơn hàng của bạn ở Đồng Nai. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Bạn mua với bên shop mình nó chính là một em gấu ung quà, nghĩa là 34. Đơn hàng của bạn đã xong. Tiếp theo là đơn hàng của bạn ở Ninh Bình. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Bạn mua hai sản phẩm, đầu tiên là một em răng mọi người ạ, rất là xinh. Cuối cùng là một em bánh kem kỳ lân. Đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop mình nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Đầu tiên thì bạn mua bên shop mình một em răng Galaxy và một em kem sứa rất là xinh. Đơn hàng của bạn đã xong, đóng hàng vô cho bạn luôn nhé. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Tiếp theo đơn hàng của bạn ở Sóc Trăng, và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Bạn có mua bên shop mình một cây kem cuốn này,
một dép mèo 15, một tay thỏ. Các bạn đã xong. Đây là đơn hàng của bạn ở Quảng Ngãi nha. Và đây là phần bao bì. Mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Bạn mua bên shop mình một kem đánh răng. Cái này mình cũng hết luôn rồi. Một em răng này. Một em bình sữa tím. Một bánh kem cuộn thỏ. Cuối cùng là một donut mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Bạn mua đơn trên 100 á. Bạn đặt trong line nữa ha. Và đây là một cái bánh mặt hề nữa nha. Đơn hàng của bạn đã xong. Tiếp theo đơn hàng của bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh nha. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nè. Rồi. Đầu tiên thì bạn có chọn mua bên shop mình chính là hai cái bình sữa. Mình lấy cho bạn hai cái màu khác nhau luôn nha. Rất là đẹp. Bình sữa này hình như là mình cũng còn có bình hai bình thôi. Đây nè. Một bình sữa không lỗi. Một bánh tổ ong. Một em donut. Một em kỳ lân. Em này xinh nha mọi người, rất là xinh. Và đơn hàng của bạn cũng trên 100k là bạn được tặng một em donut. Đơn hàng bạn đã xong. Theo đơn hàng của bạn thì bạn ở Cần Thơ nha. Đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn này. Bạn mua hai em có xì bình sữa, mình lấy cho bạn hai màu khác nhau. Một em Việt Quất và một em Miu. Theo đơn hàng của bạn có tên là Trúc Linh và đây là phần bao bì mình tặng kèm nè. Trúc Linh mua bên shop mình một thỏ, một cốc trà sữa, một thơm, một chuối mini và một em bình sữa có cái tiệm nhẹ 13.500. Đơn hàng của bạn đã xong nha. Đơn bạn xong rồi nhé.